mấy bạn hốt cái file cho mình tại vì mạng nó chuyện đang đứt cát mới đứt cá mập cá sấu gì đó đúng rồi chiều giờ cái lúc mới đứt cái mạng thì quay một hộp để không làm gì được mấy bạn hốt cái file thì mình thường ở đâu đi rồi vô đó vô thưa thầy và các bạn, hôm nay mình xin trình bày về cái chu kiện tim Keras Cycle và ba cụm từ chúng ta cần nên phân biệt rõ ràng, đó là isometric, isovolumic và isotonic. Trong tiếng Việt, isometric có nghĩa là đẳng trường, iso có nghĩa là bằng nhau, cân bằng, metric là có nghĩa là chiều dài, độ dài, isometric có nghĩa là cùng chiều dài nhau, có nghĩa là đẳng trường. Tiếp theo là isovolumic, iso là cũng là cân bằng, volumic có nghĩa là thể tích, isovolumic có nghĩa là đẳng tích, cùng một thể tích. Tiếp theo là isotonic. Iso có nghĩa là bằng nhau, cân bằng, tonic có nghĩa là một cái trương lực. Cho nên isotonic có nghĩa là trong tiếng Việt chúng ta dịch là đẳng trương. Bây giờ chúng ta sẽ phân biệt isotonic và isovolumetric. Nâng lên được cái lực cơ nó lớn hơn cái lót, lớn hơn cái tải, vì chúng ta gọi là co đẳng trương, chỉ cần dùng một cái lực đó là có thể nâng lên được, là không cần thêm cái lực đó nó giữ hằng số, nó không có thêm bớt. Trong một ví dụ khác là khi mà cái tạ nó lớn hơn và chúng ta muốn nâng cái tạ là cái cơ chúng ta phải dần dần nó tích tụ, nó tiềm ẩn một cái lực đến một cái mức độ nào đó, tới một cái lực cụ thể nào đó thì đẳng trương. Ở đây các bạn có hiểu về cái hai khái niệm isometric và isotonic chưa? Đó là khi chúng ta cầm cái tạ nặng hơn, một cái tạ nặng mà chúng ta trong quá trình chúng ta gồng lên là cái tạ chưa đi lên được, chúng ta chưa cái lực cơ của chúng ta chưa đạt được cái lực để nâng cái tạ lên đó, thì trong quá trình gồng tới trước cái lúc mà cái tay bắt cái khớp của chúng ta bắt đầu nhích thì đó gọi là co cơ đẳng trường. Và khi bắt đầu tay chúng ta bắt đầu chúng ta cử động về chiều dài cơ ngắn lại thì lúc đó là gọi là co cơ đẳng trương. Trong một số sách định nghĩa là co cơ đẳng trường là lúc cái khớp, là những cái khớp nó không có sự cử động của những cái khớp, còn khi co cơ đẳng trương là có sự cử động của những cái khớp. Thêm số tài liệu mình tìm hiểu được như vậy. Ở đây có bạn nào có thắc mắc gì không? Để tiếp theo là chúng ta sẽ nói về cái chu kiện tim. Đây là một cái chu kiện tim, chúng ta sẽ áp dụng những cái thuật ngữ này isometric, isovolumic và isotonic để giải thích cái chu kiện tim. Mình sẽ bắt đầu ở thời kỳ tâm thắt to, atrial contraction là đây là cái mũi tên, đây là mình biểu thị cho là nó đang co, còn mũi tên đi ra là biểu thị nó đang giãn. Ở thời kỳ tâm nhĩ co thì nó tống xuống tâm thấp khoảng 20% lượng máu của tâm thấp. Sau thời kỳ co của tâm nhĩ là thời kỳ co đồng thể tích. Ở đây chúng ta gặp từ isovolumetric, chúng ta sẽ tâm tích từ từ, đó là tại sao gọi là như vậy. Trong thời kỳ này tâm kẽ ha, van nhĩ thấp và van động mạch chủ đều đóng lại. Tâm thấp là một khoang kín, cho nên là không có sự thay đổi về thể tích, cho nên gọi là isovolumic. Tại sao gọi là có chữ metric ở đây? Bởi vì lúc này thì cái cơ của tâm thắt là một cái buồng kính, áp lực của động mạch chủ là khoảng 80 mm thủy ngân. Nói chung là khi mà áp lực của tâm thắt phải lớn hơn 80 mm thủy ngân thì
van động mạch chủ mới mở ra được. Nhưng mà áp lực khi mà sau cái thời kỳ tâm nhị co thì áp lực trong tâm thất không chưa đạt tới 80, có nghĩa là nó là 0mm thủy ngân. Từ 0mm thủy ngân nó mới dần dần tăng lên 50mm thủy ngân và tới 80mm thủy ngân. Thì lúc đó nó là chiều dài sợi cơ không thay đổi. Như mình nói là khi gồng của cái tạ là lúc khi mà cái khớp, chưa cử động, mình chưa đủ một cái lực để nâng quả tạ lên thì chiều dài sợi cơ không thay đổi. Thì cũng giống như là chiều dài sợi cơ cũng thất không thay đổi. Thì cho nên là chúng ta gọi là đây là quá trình ảnh trường, và gộp hai chữ này là chúng ta sẽ được gọi là isovolumetric contraction, có nghĩa là co đồng thể tích và co đồng thể tích và đồng thời là co đồng trường, co đồng trường luôn. Đó là lý do, đó là lý do mang tên isovolumetric contraction. Tiếp theo là thời kỳ khi mà lớn hơn 80mm thủy ngân, mình cho một số là gọi là 81mm thủy ngân đi, thì van động mạch chủ bắt đầu mở ra thì tâm thất là tâm máu. Tâm thất là tâm máu chia làm phe tâm máu và tâm thất chia làm hai giai đoạn là phe tâm máu nhanh và phe tâm máu chậm. Phe tâm máu nhanh thì nó tắm một lượng máu nhanh và lớn hơn so với thời kỳ tâm máu chậm. Sau thời kỳ tâm máu chậm của tâm thất thì bắt đầu áp lực trong tâm thất bắt đầu nhỏ lại và nó giảm, và nó nhỏ hơn 80, đến đây tới số 120mm thủy ngân và đã giảm. Thì van động mạch chủ nó đóng lại, về áp lực của phần sau của van động mạch chủ nó lớn hơn, thì lúc này một lần nữa tâm thất lại là một khoang kín và nó giảm, vì nó giảm 120mm thủy ngân xuống còn 70mm thủy ngân và xuống còn không. Cho nên là dần dần thì áp lực của tâm thất nó sẽ nhỏ hơn áp lực của tâm nhĩ trái, và vì thế tâm nhĩ tiếp tục tăng máu xuống tâm thấp. Thời kỳ nhị tâm máu xuống thấp thì cũng chia làm hai giai đoạn là thời kỳ đổ đầy thấp thụ động một cách nhanh và một cách chậm. Đây là thời kỳ là một thời kỳ thụ động. Đây là có nghĩa là vì áp lực của tâm thấp nó nhỏ hơn áp lực của tâm nhị, cho nên là van nó mở, chứ không phải là vì tâm nhị nó co. Mình sẽ giải thích chữ isovolumetric, chỗ giãn đẳng tích và giãn đẳng trường này. Tại sao đây là một thời kỳ giãn của tâm thất, nó đẳng tích, bởi vì đẳng tích là bởi vì tâm thất là một khoang kín. Khoang kín là có nghĩa là không có sự mất máu và cũng không có sự máu về thất, cho nên là nó không có sự thay đổi về thể tích, cho nên gọi là đẳng tích. Và đồng thời là giãn, đây là một phase giãn đẳng trường, bởi vì là những sợi cơ nó không có sự thay đổi về chiều dài. Và tiếp tục như vậy, chúng ta đi chiều tim, các bạn có nắm được những khái niệm đẳng trường và đẳng tích chưa? Đây, thì bây giờ mình sẽ tổng kết lại là isovolumetric contraction phase phe co đẳng tích và đẳng trường. Nó sẽ đồng nghĩa với là isometric contraction phase. Isometric có nghĩa là đẳng trường. Ý nó, chúng ta gặp một cái chữ dài hơn là isovolumetric, bởi vì người ta cái ý đồ sử dụng của tác giả đó là ví dụ là isovolumetric thì nó là trong cái phe này đồng thời có thể sự co đẳng tích và sự co đẳng trường. Nó bao gồm hai từ. Tiếp theo là ventricle ejection phase, hay còn gọi là isotonic phase. Phe tăng máu của tâm thất là một phe co, lúc đầu tiên là phe co đẳng trương, như chúng ta đã biết nó chưa đạt tới áp lực 80mm thủy ngân, cho nên nó chưa có thể tống máu đi được, cho nên đó là một phe co đẳng. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại là gì, là đầu tiên là khi mà tâm thất muốn tống máu là đầu tiên nó sẽ phải trải qua quá trình co đẳng trường là isometric. Khi nó co lại vậy tới áp lực 80mm thủy ngân thì nó mới thắng được áp lực của đằng sau của van động mạch chủ, thì nó mới bắt đầu co. Phe co của tâm thất chia làm hai giai đoạn, phe tống máu của tâm thất chia làm hai giai đoạn,
phe tăng máu nhanh và phe tăng máu chậm. Phe tăng máu nhanh thì còn được gọi là phe co isotonic, là phe co đẳng khẩn trương. Còn tiếp theo nữa là phe giãn của tâm thất. Giãn của tâm thất thì chia làm hai giai đoạn là phe đổ đai tâm thất nhanh và đổ đai tâm thất chậm. Phe giãn của tâm thất, quá trình giãn của tâm thất đó gọi là quá trình giãn động tích và giãn đẳng trường. Các bạn nắm chưa? Phần trình bày của mình sau đây chúng ta thì tiếp theo là bạn Lâm. Mình nói tiếp chỗ của bạn Khánh đó, là cái thì nó cũng không có khác gì hết, nhưng mà ở đây mình muốn kể một cái vòng tròn cho mấy bạn biết là nó là một cái chu chuyển. Thì đầu tiên mà mình biết là nhĩ co, thức co và pha nhũn chung thì sẽ là 0.1, 0.3, 0.4. Thì đây là pha nhĩ co, pha thức co thì đấy là gồm ba pha nhỏ như vậy. Thì đầu tiên là đó là pha co đẳng trường hay là pha co đẳng tích. Tiếp theo sẽ là pha isotonic của Jackson. Thì nó sẽ có hai pha, đó là pha tống nhanh, pha tống chậm. Thì nó khoảng 0.09 giây và cái pha tống chậm 0.16 giây. Mặc dù là 0.09 giây nhưng mà nó tống hơn 50% lượng máu đi rồi, cho nên mình gọi nó là pha tống nhanh. Tiếp theo là gì chứ giờ muốn mà cái làm giống mà giúp đỡ cái giữa gì vậy? Dạ cái phần này là tâm thất co, nó em vẽ thêm nó là đó là tâm thất co, nó là bao, nó là ba của mình này, nhưng mà cái này nó dài quá nó mất hết không sao, mỗi màu nó có một ý nghĩa riêng. À, mấy bạn hiểu cái nãy là bạn Khánh nói các giai đoạn, mình sẽ nói cho các bạn về cái thời gian bên trong đó. Thì nó sẽ chiếm bao nhiêu cho một cái chu chuyển tim. Đây là một cái chu chuyển tim chuẩn là 0.8 giây. 0.8 giây cho một chu chuyển tim. Nhưng mà mỗi người thì mỗi người một giây và ca mà nó được biết là gì. Đây là pha nhĩ co, pha atrial protection. Nhĩ co 0.1 giây tức là tống lúc mà tống 20% xuống thấp á, là để bạn Khánh nó tống 20% xuống là 0.1 giây. Nên là mình muốn cho mấy bạn coi một cái cái này á, mình đọc ở trong cây tâm nó có, thì hôm bữa mấy bạn không hiểu thì mình cũng muốn đưa ra cho các bạn về một cái sơ đồ. Nó tạm gọi nó có bốn pha, như là pha 1, pha 2, pha 3, pha 4, pha 2, pha 4. Bây giờ mình sẽ phóng cái này lên, mình sẽ giải thích cho các bạn ha. Thì đây đầu tiên á, mình bắt đầu từ cái chỗ cái điểm mà mình gọi điểm A nha, tức là cái lúc mà cái này là cái van nhĩ thất nó đang mở, van nhĩ thất mở thì nó là cái thể tích lúc này, đây là cái đầu tiên, đây là cái thanh thể tích, còn đây là cái thanh áp lực. Thì cái thanh thể tích á, thì nó lúc mà mấy bạn biết là lúc nào trong buồng thất cũng có một khoảng cái lượng máu là khoảng 50 ml ở trọng, 50 ml ở trọng. Sau đó là bắt đầu từ điểm A sang điểm B, thì đó là cái pha thứ nhất, đó là cái pha gọi là pha đổ đầy đầy thất. Thì nó từ điểm A sang điểm B thì nó sẽ đổ lên tới 120 ml để tạo ra một cái thể tích là thể tích cuối âm thu. Rồi, thể tích cuối âm thu đến 120 ml. Lúc này thì van nhĩ thất nó sẽ đóng lại, van nhĩ thất nó sẽ đóng lại. Sau đó nó sẽ chuyển sang từ cái điểm B sang cái điểm C, thì nó là cái isovolumic, như mình nói là isovolumic isometric projection. Thì nó là co đẳng trường và co đẳng tích, nó giống nghĩa nhau á. Thì cái giai đoạn này ở trong mình đã nói nãy là khoảng 0.5 giây, thì nó gia tăng áp lực nhưng thể tích nó không đổi. Thì nãy bạn Khánh nói là nó đi khoảng từ không thì mình cứ tránh cứ xuống là nó khoảng chút xíu
là khoảng 3-5 mm/s thì nó sẽ gia tăng lên trên đây là khoảng 80 mm/s. Thì khi khách tới 80 mm/s sau đó nó sẽ vượt qua được cái này thì lúc này là máu nó sẽ tống đi, thì cái thể tích nó tống ra ngoài tâm, nó tống từ tâm thất ra ngoài động mạch thì nó sẽ giảm cái tích xuống, cái tích là nó giảm xuống nhưng mà áp lực nó vẫn tăng lên và nó vẫn tới được cái đê. Lúc này là cái và cái qua cái cầu điểm C thì là qua mặt mặt trụ nó mở ra đối với tâm trái thì tâm mặt trụ có ra thì lúc này là nó tăng vào mặt trụ sắp sạch đúng không, tới lúc mà khi mà nó gãy thì máu đi rồi và lúc đó còn cái 50 mét điện máu rồi thì nó cái áp lực của bên ngoài động mạch nó mạnh hơn, nó đẩy ngược lại làm cho cái van động mạch chủ nó đóng lại, van động mạch chủ lại sau đó nó sẽ chuyển sang cái giai đoạn là dạng đặc tích như bạn thắng nói dạng đặc tích, lúc này nó giãn ra thì cái áp lực các lực nó sẽ tụt xuống, áp lực tụt xuống và khi cái áp lực tụt xuống thì nó sẽ tạo cái đà cho máu từ trong hệ vị trí là từ trong động mạch đổ về phần 80%. Đây là một cái sơ đồ ở trong những sách kỹ năng. Thì ở đây mình có hai cái muốn mua cho các bạn ở trong sơ đồ này, mình muốn các bạn biết thêm. Thứ nhất là cái stroke volume, có nghĩa là thể tích nhắc có thì các bạn biết là thể tích nhắc có thường thường của mình là khoảng 70 mm/s. Rồi một cái thứ hai mình nói bạn cái áp lực lớn, thì cái áp lực lớn mình muốn nói bạn muốn nói các bạn là không phải từ cái thắt cái đường cổ động mạch không cho cái không cho tâm thất tâm thất ra thì mình thì có thể hiện ở đâu trong cái sơ đồ này, thì mình muốn nói đúng ra là nó là cái áp lực ở đây nó ngăn cản không cho cái tâm thất tâm thất ra ngoài, đó là cái áp lực lớn của bạn hiểu ý mình không, để hiểu ý của cái chữ sơ đồ cái sơ đồ này mình nói lại lần nữa. Thật ra cái sơ đồ này là ở trong cây tân luôn, nhưng mà trong sách nó cũng viết thì không có thống nhất lắm, thì cũng mình nói lại theo cái bốn cái điểm A B C D hồi nãy như vậy. Cái điểm A hồi nãy mình nói á, đó là lúc mà cái van nhĩ thất nó mở ra, lúc mà cái van nhĩ thất mở ra, cái van nhĩ thất mở ra. Cái điểm thứ hai á là lúc có cái van nhĩ thất mở lại, thì các bạn coi ở đây cái lưỡi van nhĩ thất mở lại. Cái dạng thứ ba là cái van động mạch chủ mở ra cái lưỡi bên này, và cái điểm thứ tư á là van động mạch chủ mở lại. Còn nếu mà để giống như cái hình mình thấy á, thì mình lấy một cái điểm ở đây, thì các bạn đây là cái giống như cái ghép để mình nói ở đây, nhưng mà thực tế là liên tiên là nó một vòng tròn và sẽ như thế này, nhưng mà ở trong sơ đồ tạo sẵn ngang thì nó sẽ như thế này. Rồi, cái phần trình bày của mình hết rồi. Các bạn có câu hỏi gì không? Có nhiều quá, vậy bữa nay thử căn rồi, nó phải nhiều quá. Ai hỏi gì nữa không? Hoặc từ cái bài này sẽ sản sinh ra được những cái brainstorm nữa hay không? Do đó từ đây ta sẽ đặt thêm cái sơn nữa và cứ mỗi cái sơn nữa thì ta sẽ đặt thử nữa để thử xem mình